Dạ vâng, em Quốc Hùng xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em đang theo dõi video trên kênh em Thành Quốc Hùng. Và trong cái video clip ngày hôm nay thì bên em sẽ lên cho tất cả bác tiếp tục là chi tiết 4 con đáy Mỹ, gồm 2 con đáy WC, 2 con đáy B-Way, là những cái sản phẩm nằm trong phân khúc giá dưới 10 triệu, giá tầm 10 triệu đô la nha bác nha. Đấy. Và các bác xem kênh thì các bác cảm thấy kênh ok, video hay thì các bác hãy chia sẻ kênh cho Quốc Hùng và cho Quốc Hùng một like nha, chia sẻ kênh, chia sẻ video. Và bác nào mà xem kênh chưa đăng ký kênh thì bác hãy cho Quốc Hùng một nút đăng ký và một nhấn vào biểu tượng chuông để cập nhật theo dõi những cái video mới nhất. Đấy. Video này thì em sẽ báo giá cụ thể và lên chi tiết từng sản phẩm để cho các bác xem. Thì đầu tiên là chiếc đáy B-Way CS800X đến từ Mỹ, sản xuất tại USA. Đây, Make in USA nha bác nha. CS800X nha bác, 600W nhân 2 là 600W một kênh. Đó. Chạy là 20 con sò sách, 20 con sò sách nha. Đây, 20 con sò sách nha bác nha. Đây là 4 con rồi, nó nằm phía trong này nữa nè bác nha. Nằm phía trong này 16 con nữa nha. Và các bác nhìn này, con này thì nó sở hữu size nó là 2.5 size 2.5 nha bác. Mặt cực kỳ là đẹp, mặt cực kỳ là đẹp nha. Quai sắt hầm hố này. Đấy. Những cái chữ logo rồi nói chung là còn cực kỳ đẹp hết, không trà xước nha. Phía bên trong máy thì bên em đã tháo nắp ra để các bác xem nhanh hơn, đỡ tốn thời gian hơn. Thì các bác nhìn này, cái tăng phô nó là còn cực kỳ là mới, vàng long lanh nha bác nha, vàng long lanh như thế này. Tất cả ốc áp là còn chuyên nghiêng hết nha bác, chuyên nghiêng hết. Đấy, dây bể này, dây này còn mới tinh. Cầu chì nguyên bản này. Đấy, trợ sứ tranh tinh luôn bác. Qua phía này thì linh kiện này các bác nhìn cực kỳ là chắc, linh kiện Mỹ thì các bác biết rồi. Dây bể là còn quá mới luôn. Đấy. Về dòng B-Way ấy, thì chất âm dòng sò sách thì chất âm nó rất là hay nha bác nha, tiếng rất chi tiết, tiếng sáng. Dòng này thì thích hợp cho các bác đánh full, đánh full tiếng cực kỳ là sáng nha. Rồi em sẽ quay đằng sau nha, con này thì quá mới rồi, quá mới quá đẹp nha. Quay đằng sau này, dây là dây ring nha bác. Điện là 220, 230, 240. Thì nó sẽ có một cái cầu chuyển điện ở chỗ này này. Cái cầu chuyển điện này á thì cầu chuyển điện cho 220 và 240 này. Đấy, thì điện Việt Nam thì chúng ta cứ gạt lên 220. Công suất tiêu thụ điện là 1300W nha bác nha. Đường tín hiệu đầu vào, đường input là đường 6 ly. Đấy, đường 6 ly nha bác nha, cả hai kênh. Còn cái đường ba lăng này thì chỉ dùng khi có transformer thôi. Còn nó không có transformer thì cái đường này thì nó không có tín hiệu, hoặc là có tín hiệu thì nó ra rất là nhỏ nha bác nha, nên là cái dòng này thì nó sẽ không có tranh của mơ này, nên là chỉ dùng được 6 ly. Và đầu tín hiệu đầu ra thì chúng ta sẽ có trạm lo bắt chú máy chim thông dụng cũng như là rất 6 ly, rất 6 ly nha. B-Way CS800X Steel Power Only B-Way Made in USA, sản xuất tại Mỹ nha bác, hàng Mỹ nồi, xuất sang thị trường châu Âu. Đấy. Hàng quá đẹp nha, con này số series là 737. Số series là 737 nha, 0944-7737. Đó. Con này thì sẽ có mức giá là 8.500.000. 8.500.000 nha bác nha. Hàng rất là đẹp. Đó, các bác nhìn này, 8.500.000. Qua sản phẩm thứ hai đó là sản phẩm cũng là cái con B-Way CS800X con thứ hai. Đấy. Con này thì em cũng chỉ quay qua cho các bác xem về nội thất nha, chứ còn về cái thông số thì nó giống như con bên kia thôi. Đấy, mặt rất là đẹp, quai sắt này, mặt đẹp, chữ đẹp nha bác nha, quai sắt đây, 20 sợi sắt, linh kiện còn mới và chắc. Đấy. Tăng phô vàng long lanh, cầu chì nguyên bản, tất cả là bao sinh, bao sinh nha.
ngoài sau này. Dưa ra quạt cũng quạt mấy luôn nha bác nha. Dưa ra này thì số series là 718 nha, series 718, con này giá là cũng là 8 triệu lưới luôn bác. Đấy, hai con đồng giá 8 triệu lưới, các bác lựa chọn con nào cũng được nha. Con này là 718 đó, con này thì là 3737 nha, con này là 737 đó. Hai con bên em chỉ có hai con thôi, các bác nào lựa chọn con nào thì alo cho em. 718 và 737, hai số series. Quá đẹp luôn á, điểm tăng phô này, chất lượng luôn. Đó. Rồi tiếp tục bên em qua dòng QC, dòng QC Audio Yura 1003 được sản xuất tại Mỹ. Đấy, hàng Mỹ rồi, chạy điện là 120V, sử dụng tại nội địa Mỹ luôn nha bác nha, điện 120V. Đó. Con này thì gồm hai vi mạch, một vi trên và một vi dưới, size 3U. Size 3U, hàng đẹp kem, tiếng chọn long lanh từ trong ra ngoài nha bác. Trong này thì thiết kế rất là hầm hố, size 3U. Hậu ngắn nha, hậu ngắn. Và nó được trang bị hai vô lông ngoài đằng sau. Trang bị hai vô lông ngoài sau nha, các bác nhìn này, nhìn cái mặt nó này. Quá đẹp, long lanh nha. Đấy. Quý mặt này xanh đét đẹp luôn bác. Và ở đây các bác thấy chưa? À, tất cả là zin nguyên hết nha, zin nguyên hết. Đấy, sẽ tháo tháo cái bo phía bên trong cho các bác xem. Đó, hàng này thì nó mới gọi là như xúc xướng luôn bác, như xúc xướng. Các bác muốn tháo cái quý này thì các bác tháo bốn con ốc này nha, bốn ốc phía trên quý đó. Rồi các bác thục nó ra. Đấy, và các bác kéo lên đây, và các bác rút hộ em cái dây này này, dây này thì các bác mới lái được lên nha, để lên. Đó, đây các bác nhìn này, quý mặt nó này sáng bóng sạch bông luôn bác, sáng bóng sạch bông. À, hàng nó quá mới, đây là rele này. À, máy thì quý mặt nó liên kết ở hai cái nhóm dây thôi, nhóm này một cụm này, cái này một cụm, thì các bác rút ra thì các bác lấy nguyên quý mặt ra. Đấy, còn chạy sứ như bảo nhau đó nha. Đấy, trợ sứ rồi còn phải gọi là tranh tinh tụ nó này. Đấy, 2, 4, 6, 8 8 tụ gọi vế nha. Sò này, sò cực đẹp luôn bác, sò Mexico nha, cực đẹp. 16 con bên này, 16 con nữa là 32 con này. À, các bác nhìn nè, nhìn sò phải gọi là mướt mắt luôn. Đấy, quá đẹp, quá mới nha bác nha. Rồi con đầu tiên đẹp mới tinh. À, tăng phô nó, tăng phô nó là gọi là quá khủng, tăng phô rất to nha bác, tăng phô cực kỳ là to luôn. Đó. Rồi em sẽ để xuống nha, để xuống em sẽ quay cho bác xem sau, và tí em lắp lại sau. Đây cái mặt sau này. Đấy. Mặt sau thì có thấy này. Bố trí hai cái volume ở trên đường hai cổng đường tín hiệu đầu vào là 6 ly này. Hai volume này cho hai kênh. Gen 1 và gen 2. Đấy. À, chỗ này là quạt gió nha, quạt nó là quạt từ luôn các bác. Dòng này quạt từ. Rất là bền bỉ. Chạm lo. Còn mới kem. Dưới này. USC Audio Yura 1300 650W rồi 4 ohm. Đấy, 650W rồi 4 ohm nha bác nha. Hàng quá mới, 120V nha. Hàng nội địa của thị trường Mỹ luôn bác. Đấy. Ok, đó là con đầu tiên, con này số series là 3450 nha, con này giá 9 triệu rưỡi nè. 3450 giá 9 triệu rưỡi nha. Đấy. Qua con thứ tư, con cuối cùng là con QSC Yura 1003. Mạch cực đẹp. Cũng như con bên kia thôi. Đấy, và hàng như
cái này thì em khối tháo luôn bác, khối tháo này khối mất thời gian thì nó đẹp như con bên kia không khác gì hết. Các bác cần hình ảnh thì em sẽ gửi hình ảnh cho các bác xem. Đấy, để các bác để mất thời gian thôi, hàng quá đẹp rồi. Em quay xung quanh cho các bác xem này, con này con này có số series là đâu rồi, con này số series là 3281 nha, 3281 đấy, vừa ra một điện 120V luôn bác, chạm loa còn mới keng này. Con này thì cũng vậy đó, đẹp như con bên kia, hai con đẹp như nhau, chả khác gì hết. Các bác cần hình ảnh cụ thể chi tiết thì cứ nhắc máy cho em, kết bạn Zalo qua số 707 thì em sẽ gửi hình ảnh cụ thể chi tiết cho cả bác và test video gửi cho các bác luôn để các bác an tâm. Đó. Còn cả hai con này đều đồng giá là 9.500.000. Những con đói thì bên em sẽ bao cước, giá bên em đưa ra thì sẽ bao cước và tại kèm theo cho bác là một bộ dao ba lăng. Rồi ok, đó là bốn sản phẩm mà bên em lên chi tiết video trong ngày hôm nay cho các bác cùng xem. Thì các bác lựa chọn được sản phẩm nào, số series nào thì báo em nha. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ chúng con qua số điện thoại là 0363648707 hoặc 0393149 nha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác video sau.